Tiếp theo cái phần nhật ký học tập thì sẽ học về phép chọn, phép chiếu, phép xem sinh, phép kết và phép chia. Phép chọn thì được dùng để lấy ra các bộ phận của quan hệ R, nghĩa là lấy cái thành phần ở bên trong nó. Các bộ được chọn phải thỏa mãn điều kiện điều kiện chọn B đúng không? Chẳng hạn là ta ký hiệu là sigma B rồi đấy, thì là ký hiệu như thế này. Đây là một biểu thức gồm mệnh đề có dạng tên thuộc tính. Tiếp theo là đến phép so sánh, đến hàng số. Tên thuộc tính, phép so sánh hoặc là tên thuộc tính. Phép so sánh thì gồm lớn, bé, bé hơn bằng, lớn hơn bằng, khác hoặc là bằng. Các mệnh đề được nối với nhau nhờ vào các phép và hoặc phép loại trừ, vân vân. Phép chọn, kết quả nó sẽ trả về một quan hệ nó và có cùng danh sách với thuộc tính. Bây giờ có số bộ luôn ít hơn hoặc là bằng số bộ của R. Chẳng hạn như là nó lấy thỏa mãn điều kiện là A bằng B, A bằng B và D nó phải lớn hơn 5, D nó lớn hơn 5 như thế. A bằng B mà D lớn 5 chắc chỉ có dòng cuối cùng này thôi. Có dòng thứ nhất nữa, dòng nhất là dòng cuối cùng. Đấy. Phép chọn và phép tính giao hoán. Phép chọn và phép tính có tính giao hoán là sigma của B1 bên trong mà có sigma của B2 R sẽ bằng với sigma của B2 bên trong của B1 R. Và nó kết hợp như hai cái như thế này là hợp lại thành phép và. Ví dụ như là cho biết các nhân viên ở phòng số, quan hệ là nhân viên, thuộc tính là phòng số mấy, điều kiện là phòng số 4. Như vậy điều kiện là phòng số 4, quan hệ là nhân viên. Ví dụ 2, tìm các nhân viên có lương trên 25.000 ở phòng số 4 và các nhân viên có lương trên 30.000 ở phòng số 5. Quan hệ là nhân viên, thuộc tính là lương và phòng phòng của nó. Điều kiện là lương phải lớn hơn 25.000 và phòng thì phải là phòng số 4 hoặc là lương phải lớn hơn 30.000 phòng số 5. Ta sẽ có được là phép và của nó. Lương lớn hơn 25.000 phòng số 4, lương lớn hơn 30.000 phòng số 5. Thuộc tính quan hệ là nhân viên. Phép chiếu. Phép chiếu thì được dùng để lấy ra một vài cột của quan hệ đâu. Nó lấy ra cột, ký hiệu là T, A1, A2, A cho vân vân, AK và bên trong thuộc tính quan hệ nó lấy ra. Kết quả nó sẽ trả về một quan hệ có K là có tính thuộc tính và số bộ luôn ít hơn bằng số bộ của R. Chẳng hạn như là có A thuộc tính nó, AC thuộc tính. Điều kiện là lấy AC cột cột thứ A và cột thứ C, quan hệ là lấy bạn hay rồi. Như vậy nó sẽ tách hai cột này ra, nó lấy hai cột này. Đây. Nó sẽ loại bỏ đi một thành phần giống nhau, một cái giống nhau thì
nó loại bỏ đi. Số bộ ấy là mày luôn ít hơn mặt bằng số bộ của rồi, ít hơn à. Tiếp theo là phép chiếu. Phép chiếu là ví dụ như là ti ít y mối quan hệ r bên trong là có ti ít à, thì ti y mối quan hệ bên trong là r. Phép chiếu thì nó không có tính giao hoạt, không có tính giao hoạt. Ví dụ như là ti a một a hai a n à, bên trong là pi a một a hai a m r sẽ bằng với pi a một chấm 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 a n r. Với là m phải, với n là phải bé hơn hoặc bằng m. Ví dụ cho biết họ tên và lương của nhân viên, quan hệ là nhân viên, thuộc tính là họ tên, à, tên nhân viên, à, họ họ nhân viên, tên nhân viên, lương. Như vậy ti sẽ bằng họ nhân viên, tên nhân viên, lương, thuộc tính là nhân viên. Cho biết nhân viên có thể tham gia đề án hoặc là có nhân thân. Cho biết mã nhân viên có người thân và tham gia đề án. Cho biết mã nhân viên không có thân nhân nào. Phép chiếu mở rộng tổng quát là mở rộng phép chiếu bằng cách là cho phép sử dụng các phép toán số học bên trong danh sách thuộc tính. Ký hiệu là pi f một gì đó, quan hệ là e, e là biểu thức đại số quan hệ, f một cho đến fn là biểu thức số học có liên quan đến hàng số và thuộc tính trong e. Ví dụ như là cho biết họ tên, các nhân viên và lương của họ sau khi tăng 10%. Biểu thức số học liên quan đến hàng số thuộc tính trong E sẽ là họ nhân viên, tên nhân viên, lương của nhân viên. Và nó phải tăng là 10%, là tăng 1,1. Thuộc tính là nhân viên. Phần sau thì chuỗi các phép toán sẽ được học ở phần sau. Giờ quay trở lại phần các bài tập. Cho biết mã nhân viên tham gia đề án có nhân thân. Cho biết mã nhân viên có người thân và tham gia đề án. Cho biết mã nhân viên không có nhân thân nào. Kết thúc cái buổi học hôm nay.